Trong những năm gần đây thì phong trào chạy đường dài và marathon rất phát triển tại Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia thì các vận động viên của chúng ta cũng đã giành được những tấm huy chương vàng tại đấu trường SEA Games và huy chương đồng tại đấu trường ASEAN. Tại SEA Games 31 sắp tới thì các vận động viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng chính là những người sẽ gánh vác niềm hy vọng mang về những tấm huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam trong mục tiêu bảo vệ vị trí số 1 tại khu vực Đông Nam Á. Và trong tiểu mục 3 phút cùng sau ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi lắng nghe huấn luyện viên Trần Văn Sĩ của đội tuyển điền kinh quốc gia chia sẻ về phong trào chạy marathon đường dài tại Việt Nam. Đối với cự ly trung bình dài và marathon thì thật ra là đối với vận động viên Việt Nam á, thì chưa có lúc nào là quá giới hạn cả. Mà cái giới hạn ở đây là chúng ta chưa có đủ điều kiện về cơ sở vật chất cũng như chế độ dinh dưỡng. Đối với cá nhân tôi suy nghĩ như vậy. Còn các vận động viên của Việt Nam cứ đi dài chúng tôi là như tôi nghĩ thì có rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa, vươn tới tầm châu Á. Riêng đối với Nguyễn Thị Oanh thì vận động viên này tôi nghĩ là đúng là đại diện cho điền kinh Việt Nam, đặc biệt cự ly trung bình dài. Đã có cái tinh thần trong tập luyện và thi đấu. Đặc biệt là tôi đã huấn luyện em, cái ý thức thái độ em đấy trong sinh hoạt cũng như tập luyện và thi đấu là rất cao. Và nỗ lực đại diện cho ý chí con người Việt Nam đối với Nguyễn Thị Oanh. Và tôi đánh giá cao Nguyễn Thị Oanh còn vươn xa hơn nữa trong thời gian tới. Đối với các vận động viên cũng như nhiều người khác mà lấy được cái giọt nước mắt của tôi thì rất khó. Nhưng mà Nguyễn Thị Oanh đã lấy giọt nước mắt của tôi khi nằm xuống và ống kính truyền hình đã quay trực tiếp vào cái cơ thể em đấy. Và các bạn cũng đã nhìn thấy rồi, bạn ấy đã nỗ lực tối đa về cơ thể, về mọi cái. Đối với một huấn luyện viên cũng như người nhà thân thiết, bạn bè thì kể cả lãnh đạo thôi, nhìn thấy một vận động viên về đích với nỗ lực tối đa như thế thì cũng rất là lo. Sau khi tôi ở khán đài tôi chạy xuống cùng với bộ phận y tế, là anh Tạ Đắc Anh đấy rồi cũng như các huấn luyện viên khác cũng động viên và em đã trở lại. Và lúc đó tôi đi vào bộ phận mà kiểm tra doping thì cũng động viên, vỗ vai ôn tồn thì sức khỏe của em cũng dần dần lại. Còn đương nhiên lúc đầu vận động viên về mà ngã ra thì tôi cũng rất là xúc động và cũng rất là lo. Đấy là đó là một cảm giác của huấn luyện viên, ai cũng thế thôi. Đối với Nguyễn Thị Oanh cũng như nhiều vận động viên khác thì tôi mong muốn là thầy và trò có một cái sức khỏe rất là tốt. Sức khỏe ở đây, sức khỏe về cơ thể, về sức khỏe về tinh thần. Và mong muốn trong năm 2020 và nhiều năm tiếp theo thì cái điều kiện tập luyện và môi trường tập luyện cũng như đối tượng tập luyện của Nguyễn Thị Oanh sẽ phải có một cái đối tượng là cao hơn nữa ở các cái quốc gia như Nhật Bản và Trung Quốc, thì tôi tin là Nguyễn Thị Oanh sẽ còn vươn xa hơn nữa. Và chúng tôi vẫn đang ấp ủ cái hướng tới Olympic. Tôi muốn đánh giá là các vận động viên điền kinh Việt Nam cự ly đường dài của Việt Nam, như tôi đã nói lúc đầu, là có tiềm năng rất là cao và khả năng được đầu tư cũng như là điều kiện tập luyện ở các môi trường tốt hơn nữa thì tập huấn nhiều thì chúng tôi sẽ còn phát triển lên đến vòng tầm châu Á. Đặc biệt các vận động viên đã nỗ lực trong cái thời gian nhiều năm trước chứ không phải là năm nay để có thành tích như này, và tôi mong là cự ly đường dài của Việt Nam, điền kinh thì sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Cũng không biết tiết lộ như thế nào được, nhưng tôi hướng tới Olympic trong cái thời gian tới và đặc biệt SEA Games tại Việt Nam, và Nguyễn Thị Anh cũng như một vài vận động viên nữa là sẽ còn phát triển hơn nữa.